Báo nước ngoài thống kê kinh ngạc về trận Việt Nam Yemen. Quý vị thân mến, tờ Fox Sports Asia đã đưa ra những con số thống kê rất thú vị trước trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Yemen. 23 giờ đêm 16 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đối đầu Yemen trong trận đấu mang tính sống còn với cả hai đội tại Asian Cup 2019. Tờ Fox Sports Asia đã có bài phân tích rất sâu sắc về 5 điểm đáng chú ý về trận đấu này. Đầu tiên, Việt Nam thua tổng cộng 4 trận đấu tại Asian Cup. Trong hai lần tham dự Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã để thua tổng cộng 4 trận đấu. Điều đáng báo động hơn là nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 đã để thủng lưới ít nhất hai bàn trong những trận thua này. Nếu tiếp tục mang trình diễn tương tự đêm nay, Việt Nam chắc chắn sẽ kết thúc chiến dịch Asian Cup 2019 trong đau đớn. Tiếp theo, Yemen chỉ có đúng hai cú sút trúng đích tại Asian Cup 2019. Yemen đã có hai trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019, cực kỳ đáng quên và khủng khiếp. Họ đã thua trong cả hai cuộc đối đầu với Iran và Iraq, để thủng lưới 8 bàn và không ghi được bàn nào. Nghiêm trọng hơn trong hai trận đấu này, Yemen chỉ có đúng hai cú sút trúng mục tiêu. Họ cần cải thiện điều này nếu như muốn tiếp tục đi tiếp. Lần cuối cùng Việt Nam giữ sạch lưới trong một trận đấu tại Asian Cup 2007, khi họ giành chiến thắng 2-0 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất những chú rồng vàng đã để thùng lưới trong tất cả các trận sau đó, chính xác là 5 trận liên tiếp. Tiếp theo, kỷ lục ngược của thủ môn Saoud Ansogadi. Thủ môn Saoud Ansogadi bắt đầu giải đấu với hai pha cứu thua từ hai cú sút đầu tiên vào khung thành Yemen. Tuy nhiên, kể từ đó, thủ môn này đã chịu 13 lần bắn phá khung thành và phải vào lưới nhặt bóng đến 8 lần. Anh cần cải thiện khả năng để giúp cho Yemen giữ sạch mảnh lưới trước Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam và Yemen mới đối đầu với nhau một lần là điểm được thống kê tiếp theo. Trận đấu đêm nay là lần thứ hai trong lịch sử Việt Nam đối đầu với Yemen. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau cách đây 17 năm, tức vào năm 2002. Trận đấu diễn ra tại Asian Games 2002 với kết quả Yemen đánh bại Việt Nam hai bàn cách biệt với tỷ số là 2-0. Đội tuyển Việt Nam giúp Asian Cup 2019 được chú ý hơn cả World Cup. Ít ai ngờ rằng ASEAN Cup 2019 lại thu hút cổ động viên Việt Nam đến như vậy, ngay cả những trận đấu tưởng chừng quá tầm thường vẫn nhận được sự chú ý của khán giả Việt. Quý vị và các bạn thân mến, chưa bao giờ một giải đấu cấp châu lục lại nhận được sự chú ý của khán giả Việt Nam như ASEAN Cup 2019. Dù mới chỉ ở các trận vòng bảng, đặc biệt thể thức chọn 4 đội xếp thứ 3 đạt thành tích tốt nhất càng tăng thêm phần kịch tính cho giải đấu. Đặc biệt đội tuyển Việt Nam đang góp phần giúp giải đấu tăng thêm một lượng người theo dõi đáng kể. Mặc dù đội tuyển Việt Nam thua cả hai trận đầu tiên, nhưng do vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 1/8, nhờ suất dành cho đội đạt thành tích thứ ba xuất sắc, một lực lượng lớn cổ động viên Việt Nam bắt đầu xem những trận đấu có những đội cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam ở các bảng đấu khác. Đơn cử như cuộc đọ sức giữa Kyrgyzstan và Philippines, bình thường nếu không liên quan đến số phận đội tuyển Việt Nam, trận đấu này chỉ còn quan trọng với một trong hai đội. Hơn nữa chẳng có lý do gì để khán giả chú ý đến hai đội bóng có chất lượng trung bình tại giải đấu. Nhưng vì Kyrgyzstan trực tiếp cạnh tranh tầm vé đi tiếp cùng đội tuyển Việt Nam nên một lượng lớn khán giả đổ dồn về theo dõi. Thậm chí lượng khán giả xem trận đấu còn đông hơn cả trận đấu phân định ngôi đầu bảng giữa hai ông kẹ Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngay cả một ngôi sao bóng đá hàng đầu châu Á như Son Heung-min xuất hiện cũng chẳng may may khiến các cổ động viên Việt Nam quan tâm hơn đến trận đấu. Đặc biệt, việc đội tuyển Việt Nam chỉ thắng Yemen 2-0 có thể khiến số lượng khán giả dự kiến sẽ còn tăng thêm rất nhiều với lượt trận cuối cùng của hai bảng đấu còn lại bởi cả Oman lẫn Liban cũng trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những ngôi sao vàng. Chính vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phần nào khiến Asian Cup 2019 trở nên có sức hút hơn với khán giả Việt Nam hơn cả World Cup. Báo Úc nghi ngờ tình huống trọng tài cho Việt Nam được hưởng penalty. Theo tờ báo của Úc, thì việc trọng tài thổi phạt đền sau tình huống Văn Đức bị phạm lỗi là một pha bóng tranh cãi trong chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Yemen, Cả hai bàn thắng của Quang Hải và Quế Ngọc Hải đều đến sau những tình huống mà đội bạn đã có những phản ứng với vị trọng tài chính người Omen Ahmed al -Khaib. Trong pha bóng mà Quang Hải ghi siêu phẩm, nhiều cầu thủ Yemen đã phản ứng với trọng tài khi cho rằng hậu vệ của họ đã không phạm lỗi trước khu vực 16m50. Còn ở pha bóng phút thứ 65, nhiều cầu thủ áo trắng đã phân trần sau khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau trận đấu, tờ báo FTBL của Úc đã cho rằng Tình huống cho Việt Nam được hưởng penalty là một quyết định gây nghi ngờ của trọng tài Ahmed Ankaev. Việt Nam đã được cho một quả phạt đến đáng ngờ. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã có hành động kéo Văn Đức, nhưng có vẻ pha bóng đó diễn ra ngoài khu vực cấm địa. Sau đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải lạnh lùng đánh lừa thủ môn Anshas để nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó, tờ báo của Úc đã khen ngợi cú đá phạt tuyệt đỉnh mở tỷ số của Quang Hải trong hiệp 1. 7 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Anradiel trong nỗ lực phòng ngự đã kéo áo đối thủ, Cầu thủ Yemen đã phản ứng gay gắt với trọng tài Ahmed al -Khaib. Nhưng sau đó trên chấm đá phạt, Quang Hải đã tung ra cú sút bằng chân trái vô cùng điệu nghệ để làm sâu lòng người Yemen. Tương tự tờ 442 của Anh cũng ca ngợi siêu phẩm của Quang Hải. Quang Hải tỏa sáng mang tới hy vọng cho rồng vàng. Quang Hải đã sát muối vào vết thương của Yemen bằng một cú đá phạt tuyệt đỉnh khiến thủ môn Salem al không có bất kỳ một cơ hội nào. Việt Nam bắn hạ Yemen 2-0 tiến gần vé đi tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, trong trận đấu ở lượt cuối bảng D diễn ra tối 16/1, tháng 1, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ pha lập công của tiền vệ Quang Hải và thủ quân Quế Ngọc Hải. Chạm trán đội tuyển yếu nhất bảng Yemen ở lượt trận cuối bảng D, huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân những cái tên tốt nhất cùng mệnh lệnh giành một chiến thắng đậm nhất có thể để tự quyết định số phận tại Asian Cup 2019 các chàng trai áo đỏ tràn lên phần sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khá nhiều đường truyền dài được Xuân Trường thực hiện đến vị trí của công phượng, nhưng hàng thủ Yemen đã chơi tập trung và ngăn chặn nỗ lực áp sát khung thành của tuyển Việt Nam. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, quan Hải tỏa sáng với cú sút phạt hàng rào đẹp mắt khai thông thế bế tắc ở trận đấu phút thứ 38. Những phút tiếp theo, tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương bằng những tình huống đi bóng tốc độ của Văn Đức bên cánh trái, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp đấu đầu tiên. Sự chủ động tiếp tục thuộc về tuyển Việt Nam trong hiệp 2, phút 65, Văn Đức bị phạm lỗi trong vùng cấm, mang về quả 11m cho đội nhà. Quế Ngọc Hải tận dụng cơ hội để ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 65. Quang Hải cùng đồng đội nỗ lực tấn công trong những phút tiếp theo nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về tuyển Việt Nam. Với kết quả này, tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại bảng D với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là âm 1 thay trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp nếu Oman hoặc là Liban bị cầm hòa ở lượt trận cuối diễn ra vào tối nay. Lộ diện đối thủ sẽ gặp tuyển Việt Nam nếu đội vào vòng 1-8. Nhiều diễn biến bất ngờ ở lượt trận cuối đã làm đảo lộ thứ tự các cặp đấu ở vòng 1-8, trong đó tuyển Việt Nam chắc chắn không gặp chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tối ngày 17 tháng 11, hai bảng E và F sẽ thi đấu nốt lượt cuối để xác định hai đội bóng cuối cùng sẽ góp mặt ở vòng 18 Asian Cup 2019. Hiện tại tuyển Việt Nam dù đã thi đấu xong nhưng phải chờ đến khi kết thúc bảng E hoặc bảng F mới xác định có giành vé vào vòng 18 hay không. Ban đầu theo tính toán của giới chuyên môn, nếu như đánh bại Yemen thì khả năng cao tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội đầu bảng A là chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tuy nhiên mọi thứ đã đảo lộn sau loạt trận cuối ở các bảng đấu, chính vì vậy mà trật tự đã có những thay đổi nhất định. Theo đó, nếu giành vé đi tiếp, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ tiếp theo ở vòng 1-8, chính là Jordan. Đây là đội bóng dẫn đầu bảng B và có thành tích rất ấn tượng khi đánh bại Úc 1-0, thắng Serie 2-0 và hòa Palestine không đều. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam bị loại, thì đội dẫn đầu bảng B, Jordan, sẽ gặp đội đứng thứ 3 của bảng A, Bahrain. Hai bảng E và F đền đoạt ra sao vé đi tiếp của Việt Nam? Quý vị và các bạn thân mến, với việc đánh bại Yemen 2-0, đội tuyển Việt Nam tạm vươn lên vị trí thứ ba trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt ở vòng bảng Asian Cup 2019. Tuy nhiên, do bảng E và F đấu muộn hơn một ngày, nên đội tuyển Việt Nam buộc phải chờ mới biết có giành được suất đi tiếp vào vòng 1-8 hay không. Ở lượt trận cuối bảng, hai đội Liban hiệu số âm 4 và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hệ số âm 10 sẽ buộc phải quyết đấu để giành vị trí thứ ba có thành tích tốt. Tuy nhiên, với hiệu số phụ thấp như của Triều Tiên, muốn giành vé vào vòng 1-8, thì bắt buộc phải ghi 10 bàn thắng vào lưới của Liban. Đây thực sự là chuyện bất khả thi, nhất là nếu xem xét trình độ của Triều Tiên khi tham dự Asian Cup 2019. Trong khi đó, Liban dù được đánh giá có khả năng chiến thắng cao hơn, nhưng sau hai lượt trận mở màn không ghi được bàn thắng và để thủng lưới 4 lần, rõ ràng đội bóng này cũng không có hàng công mạnh. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu ghi 4 bàn vào lưới Triều Tiên cũng không hề dễ dàng. Ở bảng F, Oman đang tạm xếp thứ 3 với không điểm và hiệu số là âm 2, trong khi Turkmenistan cũng không điểm, nhưng hiệu số kém hơn là âm 5. Hai đội bóng này vẫn còn hy vọng đi tiếp vào vòng 1-8, giống như trường hợp tuyển Việt Nam ở bảng D và hai đội của bảng E. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào vòng 1-8. Ngoài ra, nếu Oman không thể thắng Turkmenistan 2 bàn hoặc Turkmenistan không thể ghi cách biệt 4 bàn, thay trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ giành quyền đi tiếp. Kịch bản nào để Việt Nam có vé vòng 1-8 Asian Cup? Quý vị thân mến, dù đạt được mục tiêu 3 điểm trước Yemen, nhưng chỉ thắng 2-0, nên tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc chắn có vé đi tiếp ở Asian Cup 2019. Trước đó, hai trận đấu cuối cùng ở bảng C đã kết thúc với việc Hàn Quốc hạ Trung Quốc 2-0 và Kyrgyzstan đánh bại Philippines 3-1. Kết quả này giúp cho Kyrgyzstan vươn lên giành vị trí thứ hai trong nhóm các đội đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số là 0. Cục diện bảng xếp hạng những đội đứng thứ ba sau khi lượt trận cuối hai bảng C và D kết thúc Tuyển Việt Nam tạm thời đứng thứ ba khi có 3 điểm cùng hiệu số là âm 1, xếp sau Bahrain 4 điểm, đã chắc chắn vào vòng 1-8, và Kyrgyzstan 3 điểm hiệu số là 0. Palestine đã tụt xuống vị trí thứ tư với 2 điểm có được. Đội tuyển Bahrain đã chắc chắn có vé vớt vào vòng knock-out, Kyrgyzstan 3 điểm hiệu số là 0 cũng đã giành quyền đi tiếp. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải chờ kết quả của hai trận đấu ở bảng E và F là bang với Triều Tiên, cũng như là Oman với Turkmenistan để so sánh điểm và hiệu số. Hiện tại đội tuyển Oman và Liban đứng vị trí thứ ba bảng EF lần lượt có hiệu số bàn thắng bại là âm 2 và âm 4. Nếu có một trong hai trận đấu trên kết thúc với một tỷ số hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé vào vòng 1-8. Trường hợp Oman thắng Turkmenistan với cách biệt hai bàn, đồng thời Liban vượt qua Triều Tiên với cách biệt 4 bàn trở lên thì tuyển Việt Nam sẽ bị loại. Bên cạnh đó, nếu như các chỉ số điểm, hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng đều bằng nhau, các đội xếp thứ ba sẽ phải phân định thứ tự qua chỉ số fair play. Hiện tại, chỉ số fair play của năm đội tuyển như sau. Kyrgyzstan đã nhận 5 thẻ vàng, Oman nhận 3 thẻ vàng, Việt Nam 5 thẻ vàng và Liban là 5 thẻ vàng. Nếu Quang Hải và các đồng đội vượt qua vòng bảng sẽ chạm trán chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Nhất Bản A hoặc Jordan Nhất Bản B ở vòng 1-8 Asian Cup 2019.